Kính thưa quý khách hàng, hôm nay công ty công nghệ môi trường Lan Anh xin giới thiệu đến quý khách hàng bộ dụng cụ lau kính cao cấp Anger của Đức. Một bộ sản phẩm thì gồm 3 chi tiết, đó là một cây nối dài, một tay gạt kính và một bộ bông trà. Bộ bông trà thì có bề ngang là 35 cm. Phần vỏ bông thì được làm bằng cốt tông, thành chữ T bằng nhựa. Phần tay gạt kính thì bề ngang cũng là 35 cm. Phần khung thì được là bằng thép không gỉ, lưỡi gạt thì bằng cao su. Cán nối dài thì có chiều dài là 2,5 m, gồm chất liệu bằng hợp kim nhôm, gồm hai đoạn nằm vào nhau, có thể tùy chỉnh độ dài. Khi kéo đến chiều cao phù hợp thì làm khóa cố định lại bằng phần khớp đối. Ngoài ra thì phần đầu lối thì có thể gắn được vào với dao cạo kính và phần tay quét loại nhẹ. Cách sử dụng của sản phẩm thì bước 1 thì dùng bộ bông trà trà sạch bụi bẩn. Bước 2 thì dùng tay gạt kính gạt sạch nước bẩn xuống. Còn đối với những vị trí kính trên cao thì sử dụng cây nối dài bằng cách gắn vào đầu bộ bông trà vào tay gạt kính. Cây nối dài này cộng với người mình đứng nữa thì quý khách có thể lau được cửa kính cao từ 4 m trở xuống. Sản phẩm được bảo hành 6 tháng, đổi trả trong vòng 7 ngày. Giao hàng trên toàn quốc. Cảm ơn quý khách hàng đã xem video.